Alo, ở video này mình sẽ hướng dẫn anh em làm một vài bài để mai đi thi. Đầu tiên là mình vẽ lại cái biên dạng này vào full blend này. Đây, sau khi vẽ xong thì nhìn xuống cái hình dầm bên dưới này và xác định từng thanh một, thì khi mà có cái lực quy tác động ra, có một cái lực quy như thế này thì có nghĩa là nó tác động lên toàn thanh, nên một từ khoảng từ A đến C này sẽ được coi là một thanh, và từ C đến B này sẽ là một thanh. Ở đây sẽ có hai thanh, một thanh dài 2 mét và một thanh dài 4 mét. Còn ở đây mình đang để mm nên là mình sẽ phải ích chốt ra một khoảng bằng 2000. Một khoảng nữa bằng 4000. Và do là hai thanh nên là phải 4000. Do là hai thanh nên là phải bỏ cái Merge Result này đi. Nếu mà để thì nó sẽ thành một thanh liền như thế này, thì nó sẽ không có tác dụng gì hết. Phải bỏ cái này đi. Đấy. Tiếp nữa là nhìn thấy một cái lực ép tác động vào bề mặt thanh thanh dài 4 mét này theo một góc 30 độ, thì việc cần làm là phải tạo ra một điểm point ở trên bề mặt thanh CD và một lực ép hướng đến điểm point đấy nằm trên mặt phẳng có một góc 30 độ. Đây thì tạo một đường thẳng luôn trên này để mình vừa tạo được điểm point cũng như là tạo được mặt phẳng luôn. Vào future này, đây là phóng to này, point này. Đây có một vài kiểu nhưng mà làm kiểu này sẽ dễ nhất này. Đầu tiên là chọn đường này, nhớ là kiểu cuối cùng nhé. Và đây sẽ là cái điểm sẽ ghi là 80, nó sẽ tính từ điểm đầu này cho đến điểm đỏ này là 80, do cái thanh này của mình dài 160 mà rộng 160 nên là mình sẽ ghi 80 là sẽ đi được đến đúng tâm, đúng trung điểm của cái đường này. Còn tạo mặt phẳng lên này, chọn đường này là đường của mặt phẳng đi qua mặt phẳng để tạo cái góc. Góc đây sẽ là góc 30 độ. Rồi. Và ở bài này nó cho thêm một cái là cho kết cấu dầm AB trọng lượng P bằng 5 kN. Do nó có cái trọng lượng P nên là phải có một điểm tác động của P hướng từ trên hướng xuống, và cái điểm đấy nó phải nằm ở chính giữa của cả cái dầm này, có nghĩa là nằm cả trên hai thanh này. Thì có thể tạo như sau, có thể vẽ một đường từ đây đến đây rồi lấy trung điểm của nó. Cái này là dài 6000, 3000. Đây sẽ là điểm point 2, là điểm tác dụng của điểm B, của trọng lượng P. Còn point 1 là của F. Xong. Và vật liệu làm dầm là alloy steel. Thì sẽ vào material này, chuột trái, edit material. Sẽ chọn xuống cái alloy steel, rồi ấn apply, là cái vật liệu của mình đã là alloy steel. Còn nếu mà khi mà đề bài nó không cho vật liệu có sẵn mà bắt mình tạo ấy,
thì mình cũng vào cái material vừa nãy, edit material, kéo xuống dưới cùng, sổ cái custom material ra và chuột phải vào cái plastic, chọn new material, rồi đặt tên cái chất mà cái kim loại mà mình cần dùng, ví dụ như là gang chẳng hạn, rồi chọn các cái thông số mà nó cho sẵn ở bên này, sau đấy apply như bình thường. Còn nếu nó cho sẵn là alloy steel thì mình chỉ việc chọn thẳng luôn. Đây, ở đây vẫn đang là alloy steel. Sau khi thiết lập xong như này thì chuyển sang môi trường simulation. Trong một vài cái máy khi mà mới khởi động lên ấy, thì nó sẽ không có simulation luôn, thì sẽ vào SolidWorks Add-in ở đây và nhấn vào SolidWorks Simulation hoặc vào đây Add-in và gọi Simulation ra, chuột phải vào cái này để gọi nó ra, đây Simulation đây, New Study để chế độ Static này, Tick luôn. Đầu tiên là phải chuyển những cái thanh này thành các cái dầm đã. Có hai cách chuyển, thứ nhất là có thể chuột phải vào một cái và Shift S pin, hoặc có thể giữ Control và chọn cả hai cái, rồi Shift Select Body S pin luôn là được cả hai cái. Rồi tiếp theo là Join Group vào Exit này, Circulate. Sau là đến Fixture thì nhìn lại cái hình này, khi mà nó có cái ký hiệu như thế này thì sẽ là chọn cái thứ hai, sẽ là chọn cái thứ hai này như thế này. Còn nó khi nó có cái ký hiệu như này thì sẽ chọn cái thứ ba. Còn khi mà nó có ký hiệu như thế này là dầm cứng ấy, thì sẽ là chọn cái thứ nhất, nó sẽ chọn cái này. Ở đây nó ký hiệu như thế này nên sẽ là chọn cái thứ hai. Đây chọn điểm này, phóng to cái tỷ lệ của mũi tên ra. Tiếp theo là điểm này là sẽ là cái thứ ba. Thì với những cái điểm này thì chỉ cần giữ lại hai cái phương mà không phải là dọc trục của nó, loại bỏ mỗi cái dọc trục luôn. Để phóng to này lên đã, 300. À phải chọn thêm một cái mặt phẳng, thì mặt phẳng đây chọn thế nào cũng được. Và mỗi mặt phẳng thì nó sẽ có một kiểu mũi tên khác, nhưng mà thường thì nên chọn là cái mặt mà nó đi dọc qua cái này. Ở đây chỉ cần loại bỏ mỗi cái mũi tên dọc trục như này là cái này, và hai mũi tên này thì giữ lại là xong được hai đầu hai cái ngàm này. Tiếp theo là đến gán lực, chuột phải vào đây và fork, gán lực quy trước, do nó tác động lên toàn thanh nên là sẽ chọn kiểu thứ ba. Mặt drive này, và nhớ là phải có cái per unit length, có nghĩa là nó sẽ giải khắp cả thanh. Và lực ở đây sẽ là hướng xuống với giá trị là Q bằng 200. À, ở đây còn có một cái nữa là khi mà thực hiện lệnh này thì không muốn thực hiện nhiều lần thì ghim cái này xuống thì sẽ được thực hiện được một lần được tất cả các lệnh. Tiếp theo là gắn lực ép với 10.000 Newton. Đây là lực ép là vào point nên sẽ chọn cái đầu tiên, point này. Mặt phẳng ở đây bắt buộc phải chọn mặt này. Đảo chiều này, hoàn thành. Đấy, do nó ghim nên là sẽ được thực hiện được luôn. Vừa chưa được à? 10.000 rồi mà đúng không? Còn cuối cùng là M bằng 6.000.
chọn sẽ là chọn điểm thứ hai, điểm join là cái điểm đặc biệt này luôn. Mặt phẳng ở đây chọn right plane với bỏ cái này đi, do đang lưu lại lệnh trước, và theo cái hướng là cái hướng của bàn tay phải, đây là cái hướng cụm của các ngón tay này, còn suy ra là cái hướng của ngón tay cái sẽ đi từ trong đi ra, nên là nó sẽ có hướng như thế này. Đây, khi mà nhìn cái hình nó như này, đây cụm tay như này có nghĩa là ngón tay phải đi từ trong đi ra, nó sẽ có dạng như thế này, và đơn vị của nó là 6.000. Ok, bỏ ghim này. Đây có đủ 3 lực rồi đấy. Đây cái này vừa nãy vẫn chưa được 10.000 này. 10.000. Ok. Còn một lực nữa là P bằng 5.000 nữa. Thiếu. Đó. Điểm coi 2 này. Mặt phẳng right này. 5.000. Hướng xuống. Ok. Khi mà đã đủ như thế này rồi thì chuột phải vào mesh, chọn mesh and run để ẩn những cái lằng nhằng này đi, thì vào cái mắt và tắt cái sketch này, tắt cái mặt phẳng này, tắt cái point này. Đấy. Đây ở đây thì nó sẽ có cái gì, nó sẽ có sẵn cho mình được hai cái giá trị của hai cái biểu đồ, là cái biểu đồ biên dạng và tập trung ứng suất. Biểu đồ street này nó sẽ là tập trung ứng suất, biểu đồ displacement này nó sẽ là tập trung biên dạng, cái biên dạng bị ảnh hưởng ấy, biến dạng. Thì nó yêu cầu là xác định vị trí có biến dạng lớn nhất và biến dạng nhỏ nhất, thì là cái displacement này sẽ vào chuột phải, vào chart option, chọn show max show min, tích để show nó lên này, show nó lên thì nháy đúp vào, hoặc là chuột phải rồi ấn vào show. Ví dụ như cái này mình đang chọn đang show cái này rồi, nên là cái này mới có thể được chuột phải, được chuột phải vào đây và chọn show lên này. Cái này là vị trí tập trung ứng suất lớn nhất và nhỏ nhất, thì sẽ chuột phải vào cái street, làm tương tự chart option, show max show min, và nó còn yêu cầu hai biểu đồ nữa là biểu đồ lực và biểu đồ moment, thì chuột phải vào result và chọn define beam, chọn cái sys fork dist 2, nhớ là phải dist 2 nhá, là cái biểu đồ lực, là cái dist 2 này, rồi giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất làm tương tự như hai cái trên. Rồi còn biểu đồ moment thì là cái moment about dist 1. Đấy, mình nhớ hai cái đấy. Tương tự show max show min ra. Đấy, sau khi show xong được cả bốn cái này rồi thì chọn vào compare result này để chia cái màn hình của mình ra làm bốn. Và nhớ chú ý đến những cái dấu tích này, nếu mà mình bỏ từng dấu bỏ tích này đi thì nó sẽ chỉ hiện ra hai cái này, hai cái trên thôi. Phải nhớ là tích đủ cả bốn cái thì nó mới hiện ra được cả bốn. Đây. Đấy, như thế này là xong một bài. Xoay như nào cho nó đẹp là được. Để thoát khỏi màn hình này thì exit. Và khi mà muốn ví dụ muốn lưu nó trở thành một cái báo cáo chẳng hạn, thì vào cái report này. Rồi ví dụ như là designer ở đây là đặt tên của mình vào đây, ABC gì đấy, công ty nào này, đặt tên gì vào đấy, rồi ấn public là nó sẽ tự chuyển cho mình sang một cái file Word.
lâu ghê. Đây xong nó mở, tự mở luôn cho mình file code này. Đây có thể xem. Đây do chưa active này. Đấy. Và cái chi tiết mình vừa làm. Không biết là thi nó có yêu cầu không, nhưng mà cái này là để mở rộng thêm thôi. Đấy, đây là ví dụ là một bài thứ nhất. Còn có thể nó có các cái trường hợp khác như là các cái bài này thì làm tương tự. Ví dụ như bài này chẳng hạn, thì thay vì cái chỗ C này nó là một cái đường dọc thì nó sẽ là một cái đường có góc 45 độ. Thì để làm cái này, với bài này thì sẽ có là một khoảng này và hai khoảng. Một khoảng là 2.000 và một khoảng là 4.000. Để tạo ra một cái ngàm như thế này ấy, thì phải tạo trước cho nó một cái mặt phẳng có góc là 45 độ. Có thể tạo luôn ở đây. Đây chỉ làm mỗi cái này là làm cái khác thôi nhá. Đây ví dụ như là khi mà mình thiết lập xong hết rồi đấy, mình sang môi trường Simulation New Study, rồi cái chỗ cái ngàm đấy thì fix. Thì do nó là cái dạng mà hai cái đường tròn này giống như cái bài một đây, giống như cái này, nên là mình sẽ chọn cái thứ ba, chọn điểm này, mặt ở đây sẽ là chọn cái mặt này. Cũng giống như cái kia, thay vì cái này nó nằm có một góc nên là mình sẽ bỏ cái dọc trục này đi. Đấy, như thế là sẽ ra được cái ngàm như thế này.
Rồi ok.